cho điểm A nè, đường thẳng D nè, A phải là hình chiếu của A lên D đúng không? Thì đề bài cho đáp án rồi, thì lợi sẽ chọn đáp án A là 0 trừ 1, 2. Thế vô đây giải ra thì mình phải khẳng định rằng những cái tên này đều giống giống nhau, thì cái điểm A phải này nó thuộc D. Kịp chưa? Nhưng giả sử trường hợp nó có thêm một điểm nữa cũng thuộc, giả sử điểm B đi, có tọa độ gì không biết, nó cũng thuộc, nó thế vô đây cũng thuộc cái đường thẳng D luôn, thì cái điểm nào chính là hình chiếu của A? Thì cách cơ bản nhất là gì? Giả sử câu này đúng nha, bắt đầu tính vectơ A, A phải lấy sao trừ đầu, sao trừ đầu, trừ 1, trừ 3, chốt chưa? Sau đó tính vectơ chỉ phương của D đi, nhiều, 2, trừ 1, 1, kịp chưa? Sau đó mình nhớ vẽ đường thẳng D nè, điểm A nè, A phải là hình chiếu của A lên D. Vậy cho thấy hai cái vectơ này có đặc điểm gì vậy ta? Vectơ chỉ phương nè, vectơ chỉ phương nè. Bằng. Ê, bằng đó mà bằng. Hai vectơ chỉ phương này có đặc điểm gì? Nhìn vậy mà không thấy luôn hả trời? Không để vẽ dài vuông. Ừ, vuông thì tức gì? Tức có. Có hướng đó, nếu nó bằng không thì đúng, còn nếu nó không bằng không thì lỗi. Thế vô hoằng nhân hoằng, cộng tung nhân tung, cộng cao nhân cao, trừ 1 nhân 2 cộng trừ 3 nhân trừ 1 cộng trừ 1 nhân 1, coi kiểm tra bằng không không, đây trừ 2 nè, đây 3 nè, đây trừ 1 nè, ra không không, không đúng, chọn